Xin chào anh em. Hôm nay thì tôi giới thiệu một mẫu xe. Có thể nói là chúng ta sẽ kết hợp được đa mục đích, vừa cho gia đình chạy kinh doanh dịch vụ, và một điều quan trọng đó là các bạn có thể kết hợp để chạy xe hoa, xe dâu. Đó chính là Hyundai Elantra. Đây là phiên bản thấp nhất của dòng Elantra tại Việt Nam, có giá rẻ nhất. Đó chính là Elantra 1.6 số sàn đời 2019 mới nhất. Một thiết kế có thể nói là không thể chê vào đâu được. Đặc biệt là phần cụm đèn, chắc chắn là nhìn gái mê luôn. Chiếc Elantra này thì đang được niêm yết là 580 triệu. Và ở thời điểm hiện tại, nếu các bạn mua chiếc xe này thì chúng tôi chỉ bán ra với giá khoảng 560 triệu thôi, và sẽ tặng kèm một chút ít về phụ kiện khuyến mại. Có nghĩa là ở mức giá 560 triệu thay vì phải mua Hyundai Accent, các bạn hãy lên đời và chúng ta có một chiếc xe phân khúc C, Hyundai Elantra, rộng rãi, cực kỳ thoải mái và quan trọng là đẹp. Nó đẹp hơn Accent rất nhiều, và thậm chí là đẹp hơn hầu hết các mẫu xe sedan hạng C trên thị trường. Mặc dù chỉ là số sàn, tuy nhiên thì xe cũng được trang bị rất nhiều công nghệ có thể nói là cần thiết và cũng khá là thông minh. Đây chính là phần khoang hành lý thoải mái rộng rãi. Anh em nào có chót say xưa thì vợ đuổi, chúng ta cũng có thể ngủ ở trong cái khoang hành lý này cũng được. Đấy, bấm cốp được thiết kế rất thông minh luôn, ẩn vào trong logo. Và nhìn từ cái vị trí đuôi này thì cụm đèn nó sẽ nổi lên toàn bộ. Cái lúc sáng nó phanh lên mới đẹp. Và đây là cái khoang không gian. Cửa gió điều hòa ghế thứ hai, một trong những điều cực kỳ quan trọng tại Việt Nam mà hầu hết các xe đều phải trang bị. Tuy nhiên thì vẫn có một số cái mẫu xe cho đến thời điểm hiện tại vẫn cố tình không trang bị, và tôi xin phép không nhắc tên ở đây. Đây là khoang cabin, chắc chắn là rất đẹp, đặc biệt những anh em thanh niên thì không thể chê vào đâu được. Nếu mà các bạn thích cao hơn một chút thì chúng ta có thể cân đối những phiên bản cao hơn để có cái cửa sổ trời 2.0 hoặc là 1.6 turbo. Dĩ nhiên là cứ thêm option thì thêm tiền, cơ bản là như vậy. Nội thất của Elantra 1.6 này thì như các bạn đã quan sát, chúng ta sẽ có nội thất tông màu đen pha với kem sáng, tạo chiếc xe có một cái sự rộng rãi và thoải mái, nhìn rất là hài hòa, dịu mắt. Hơi tiếc một chút khi mà ghế lái và ghế phụ vẫn chỉ là dạng ghế chỉnh cơ thôi. Dĩ nhiên rồi, 560 triệu có nghĩa là chỉ tương đương với một chiếc Toyota Vios hoặc là một chiếc Hyundai Accent phiên bản cao nhất. Nhưng ở đây thì khác, đó chính là Elantra sớm muộn thì cũng sẽ trở thành bá chủ phân khúc C nếu nó cứ đẹp như thế này và tuyệt vời như thế này. Hiện tại chiếc xe này thì đang được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe thông qua hầu hết các ngân hàng trên thị trường, với lãi suất trung bình rơi vào khoảng 0.8% một tháng. Các bạn chỉ cần trả trước khoảng 20% giá trị xe cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm. Nếu ở tỉnh, 200 triệu các bạn có thể nhận xe rồi, mỗi tháng trung bình trả góp 6-7 triệu gì đó. Chi tiết về thủ tục trả góp, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline tôi đã đính kèm video. Có một điểm đáng nói trên mẫu xe này, đó là gần như chúng ta không phải làm thêm về nội thất đồ chơi, DVD cũng đã có sẵn rồi, chìa khóa thông minh, điều hòa mặc dù là chỉnh cơ thôi nhưng mà cực kỳ là mát, và có cả hàng ghế thứ hai, có cả cửa gió cho ghế thứ hai luôn. Hộp số tự động, hộp số sàn 6 cấp, phay tay dạng cơ truyền thống. Nếu có thể nói là làm đẹp ở chiếc Elantra phiên bản này thì chúng ta chỉ cần một bộ ghế da xe màu trắng mà các bạn bọc ghế da màu đỏ để chạy xe hoa thì tôi nghĩ là không có gì để chê luôn. Đó, anh em có nhu cầu lái thử và trải nghiệm mẫu xe này thì xin mời qua trực tiếp đại lý tại địa chỉ số 3 Vũ Phạm Hàm để có thể trải nghiệm và lái thử xe. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.